Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn xin giới thiệu với bạn video sửa điện thoại LG KU 5900 lỗi nguồn, chết nguồn do rơi vào nước, do rơi vào đập, do dùng sạc và không đúng điện áp. Khi đó khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới IC nguồn của điện thoại LG KU 5900 chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại LG KU 5900, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04667 5099 để tư vấn hướng dẫn sửa chữa bảo hành điện thoại LG KU 5900. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại LG KU 5900 hàng đầu hiện nay.